Mặt trời mưa bão, Khởi My vẫn hát máu lửa khiến fan cảm động. Tinh thần biểu diễn của Khởi My dưới cơn mưa lớn ở Huế thật đáng ngưỡng mộ. Vừa qua, vào ngày 17 tháng 7, nữ ca sĩ Khởi My đã có một đêm biểu diễn chương trình ca nhạc hội chợ tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Vào ngày này, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 nên thời tiết tại Huế khá xấu, mưa lớn, thậm chí có gió giật mạnh. Tuy nhiên, chương trình tại đây vẫn diễn ra và điều làm cho khán giả xúc động chính là màn biểu diễn của các nghệ sĩ. Khởi My một trong số các nghệ sĩ tham gia vào chương trình. Dù trời mưa rất lớn, bà xã Cao Vinh Khánh vẫn thể hiện một cách tuyệt vời với phần trình diễn của mình. Thậm chí, Khởi My vừa che dù vừa hát, cô còn đến bắt tay từng khán giả tại đây. Diện trang phục năng động thoải mái, Khởi My hát rước máu lửa. Dù cho trời đang giông bão, Khởi My và khán giả vẫn sung bất chấp, không ngại mưa to gió lớn. Khởi My cùng hòa mình vào người hâm mộ. Hình ảnh này của Khởi My đã khiến bao người ngưỡng mộ và xúc động về tinh thần của người nghệ sĩ. Khán giả cũng không quên ghi lại hình ảnh thân thiện của Khởi My. Đáp lại tấm lòng của Khởi My, fan đã dành tặng rất nhiều món quà cho cô. Trong đó, nổi bật là tranh vẽ nụ hôn ngọt ngào giữa Khởi My và chồng tương lai Cao Vinh Khánh. Nữ ca sĩ cũng khoe quà với fan trên trang cá nhân. Vì phải đứng dưới trời mưa khá lâu, nên Khởi My đã không quên gửi lời chúc mọi người không bị cảm. Khởi My nổi tiếng là cô ca sĩ chiều fan và rất thân thiện. Bởi lẽ đó, mỗi lần đi đến đâu, Khởi My đều nhận được một lượng khán giả cổ vũ hùng hậu. Trang mạng xã hội của Khởi My hiện nằm trong top 3 có lượng fan khủng nhất tại Việt Nam, hơn 11 triệu lượt theo dõi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!